Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô và các bạn sinh viên thân mến, để có được ngày hôm nay là thành quả của tất cả các thầy cô, các cán bộ công nhân viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã miệt mài trong nhiều hành trình xuyên suốt 48 năm truyền thống của các thế hệ thầy cô và sinh viên học sinh. Và hôm nay trong lễ kỷ niệm hành trình 15 năm đáng nhớ này, chúng ta vui mừng được đón tiếp đông đảo quý thầy cô giáo, nguyên là lãnh đạo nhà trường, thành viên ban giám hiệu nhà trường cũng như quản lý các phòng ban nhà trường qua các giai đoạn. Và sau đây xin được trân trọng mời quý thầy cô sẽ tiến lên sân khấu để nhận hoa tri ân từ nhà trường. Xin được trân trọng kính mời các thầy cô sẽ cùng tiến lên sân khấu ạ. Và cũng xin được trân trọng kính mời thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Lê Nguyên Đạt, tiến sĩ Phạm Huy Quang, thạc sĩ Huỳnh Thị Thu Hiền. Con xin mời các thầy cô cũng sẽ tiến lên sân khấu để gửi tặng những bó hoa cùng với lời cảm ơn cho các thầy cô là nguyên lãnh đạo, các thầy cô qua từng thế hệ của nhà trường ạ. Thưa quý thầy cô, quý vị và các bạn, lúc này chúng ta đang có mặt ở trên sân khấu, đó là các thầy cô là nguyên là lãnh đạo nhà trường qua các giai đoạn, kể từ khi trường còn đào tạo hệ trung cấp cho đến ngày trường được mang tên là trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Dựa trên sự sáp nhập của trường điện ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và trường nghệ thuật sân khấu 2, là nguyên lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các phòng ban, ban tổ chức xin được dành tặng những điều tri ân tuyệt vời nhất đến các thầy cô qua các thế hệ đã công tác tại nhà trường. Các thầy cô là giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng, nay đã nghỉ hưu. Các thầy cô phụ trách các phòng khoa ban của nhà trường. Những đóa hoa tinh thần và những lời cảm ơn tuyệt vời nhất của chương trình ngày hôm nay xin được cảm ơn vì đã có mặt trong hành trình của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.